Tại cả nó xu mùi để chồng ở đây cái vị bà hà tha cả nó xong nơi bởi trên này chạy Campuchia nâng ọt chê hắn mình dùm này đứng nâng ọt miên men rước mình bằng mình thế mình thế mình thế chung mình thế bà sân chia xong đại chết mình nên bà sân chia cả nó xong ạ xong mà tập hiệu mới rồi phía rồi chân Phật Sát Sá nóng vực vô rô lôm rô lê ở hẳn mà cả nà cả nà mình thế tới xong đại xong xong đại tầng ọ cứ ban từ thuộc cầu rung đó thân ạ bệnh địch chịp sẽ xâm đáy có bạn mình đến đấy, mình đến một bì sẽ khỏi trở lại Harvard. Nếu bây giờ bạn đầm này tới chi xâm đáy xong, khi mà nay vô thăm mình mình chỉ đường trái đòn đấy. Hay mình đất xong mà ông thích cứ lộ bình đất khi văn rốt tận á. Còn ngày này cứ qua từ chi rồi lại khả năng cao nơi xuống cả bộ tích có bạn riêng sâu trào mà đáy hay có bình nơi và xong nữa. Có chi xâm đáy mà đáy còn thật là không được gì cả nè đây cho hai đấy ban chia mình vô quân tầm lại tầm đại tầm mồm tầm ban mình đất hay tầm riêng đào Harvard nâng màu liệt tầm đang có hai mình kê cho tầm chê chẳng ở tầm lại đưa ra cái tầm chê chứ nó sai được có dạng mấy cái nè chẳng cả đi quân ấy chúng cá nhận nhôm quạt sờ lanh Phật Sát Sna sờ lanh anh chẳng tới bàn tay vị thi sa này cả đi quân bỏ quạt chúng cá quạt ai chúng cá quạt mình sợ bài chất có quạt vi và ha nè khá tiết có cà ri quân rồi bỏ quạt quạt sờ lanh Phật Sát Sna đấy kết tên quạt mình vị thi sa còn cà ri quân làm bài tháp na anh nói về miền bắc phía trà nữa nè hay tam pết cái nạn song cái nạn hà này cái như thôi cái ca tràn cái nè thôi cái ca tràn để mà thôi cái ca địa về,ประมาณ chỉ và các bạn mà phải làm cái lòng mình đấy hơn đôi chỉ mình nuốt thôi đôi chỉ chuyện sau này mình tên cái nông vị sai Phật cả sắc sắc này dừng chụp đứng tràn nè cái nè chụp đứng tràn mình tên hay ở tham ăn gì mà lăng nghĩ gì mà ở thế cái nông lúc thôn thiên và sang cái nè đây chỉ bao nhiêu vấn ai cái tên cái nông về Phật Sát Sna đôi chỉ phải lấy đôi chỉ sang sắc này dừng nào bao nhiêu tràn nè cái nè dừng mình toàn mình đâu đồ mình đâu dừng mình toàn mới ăn tu ăn để mình ai chấm niên Phật Sát Sna rồi phải lấy cùng rất bị phục lâu cái dừng ở toàn miền nào lại thế cái nè dừng từ một đầu ban phần màn ăn này để ai chua lựa ăn trả chiết ban này này phần thịt pizza phải lấy nấu phần thịt nấu Phật tử cả sẽ có chế lại này để thọp tàu thay son trả cả tha chiết pizza phải lấy miền bình niêm ấy không sao lại miền miền bộ miền miền phần thịt phần đây phần con phần thịt thịt vỉa rẻ miền bản địch Sam Chun Lee miền bản địch Ho Hong miền bản địch John Kusal nâng sát cầu sinh kia mà đại dương bắt đầu đáp ấy cái bộ nâng sát bộ anh đã chết đấy bộ miền này thắc cái ai làng từ thưa kịch ca tầm nang ở Campuchia bản hay lúc có thọ ban thưa kịch ca nâng mà đại dương hai tầm nang nam còn một ít nữa anh nâng cái nó song say tập hai chi đại sa tại sầm đại song rồi có ba nhịp vòn song đại liên man chả nước chơi thử tiệp xá bọn ngủ đại sa trong thử tiệp xá lại cái đăng tập và cái nữa mấy bạn cắt trong tình nắng đại sa tại song những miền tham chiết xem xem cái này hay đồ chi cái này sầm đại phật phật tuyên âm hay nấy sầm đại lộ trùa sụp hàn phiếp sầm đại chư muội nông sầm đại xem xem những đặc nam vi sai Phật cả sắc sanh ấy trụ tham phiệp chán à dừng chụp rừng chán hay vấn đề cái ca để sầm đại đại lục phơ phiệp chán mình sau miền cam sập sai thế cái nào cái nào dừng phơ đối sáng nghiêm hay cái ca tầng on ấy đó nè nó không trong cao nó không trong cao nó bạn đang tha cái ca tầng on nó lục cùng phong được phơ ấy hay trâu bộ cào pinu mình men sầm đại tầm ong anh thôi cái ca nông bàn tê bộ bộ bây giờ bọn ấy sầm đại bộ từ vương ong hay nông thôi cái ca chìm muôn nông vị sai Phật cả sắc sa nông phong hay thôi cái ca chìm muôn nông cái nạn sóng miền này thác lục rung Phật Sát Sna nông Campuchia tu tiệm tê cái nạn hàn cái nông phong nông lúc còn miên của xuống tham ca nông Sát Sna đại chiết sẽ ai đom chai bồ rin đại sầm đại thập ở đây hôn mình này chặt tang ở một thời chỉ rộn về cái xuống tham can đi cái này cứ lục phục phiền mình tên bộ man khai trong cái này tham ăn mà khơi tham ăn là gì mình chè ta sao ta bán thì phần là càng nghĩ nó về chân mình cái này nó là bỏ để bất dương trở thành gì cái này cứ sầm đại biểu phô từ viên hay năng sầm đại xem xem phương tiện chip đom rộn về cái xuống tham ca cái này mình đặt chạy bộ rin đấy cứ thắc cái ca để nó sẽ so
để trâu thưa tiếng của mán của mán khai nên cứ thưa hơi bán đi bán bún đấy vợ cái nè bạn thấy số thời để cho thương mà mình cùng khinh là tập phong thật đấy là tập phong khá dùng thương đọc cho nam pram cho nam khá mà cho nam khá bây cho nam mà nâng bạn đặc ca tầng ổn đấy cứ chìm xe đôi chì nó không bị sai bụt cả sạch xa cái nè phụ dương bạn thưa kỳ ca nó sẽ ra xong rồi nhóm bà gần á có chuyện đất khám mình vọt đấy hai cái mô cao bê thamay thamay ní kỳ nhóm kỳ nà bạn bù chì bị khổ xong bạn buồn thế ngày môn nâng bật to chì bụt cam hồ xì thưa cài tiết miền clear mối đại nhóm bà cả ná tài tài lý về đại cái nào tập vót hay cái nào nâng ngưng chừng nào Phật Bồ Tát phi chán phật bốn rất có chưa lưu Phật Sát Na tài tài Phật Na nằm bị chích hàng một khai chân đẹp miền đẹp thủ thi từ bàn từ cả từ than trải trăng rất có từ na từ nập biên đấy nó phần tai hạ bay đôi chưa mơ rụm lóng ông pí ba giờ bàn phiệp xem đẹp xem đại vĩnh cô thể ai bị chia Phật Bồ Tát sát nơi bề để có chưa Phật Sát Na nữa nghe đặt chặt đặt cái phật bốn làm bay từ tra đăng chỉ một Phật có khai từ chia bà ra hắn rất có đặt chặt đặt cái phật bốn làm bay ao chặt nơi bề ba giờ bàn ngọc cho từ lơ mưu than nơi ba giờ bàn phiệp chỉ một chỉ câu đại sủng khăn sầm một năng Phật Bồ Tát dương miền từng pi lục miền từng cả để bắt bắt về Phật Sát Na này cứ làm bay ngọc chặt làm bay bàn sọc nọc nòng chỉ vật ปัจจุบันนั้นก็มีจังได้ให้ขนมลูกก็เมียนการบ่งเรียนของปีการเฟอร์ดไตรเต้าในชีวิตมนุษย์โลกน้องสองสารวัตรก็น่ะจังก็แต่งจะสาบจอบจมูกนั่งดึกการจองบานตัวไงอนาคตขนมลูกขังบกมีในทัชิตกราวติดอันนั้นก็มีจังก้นไตในขนมพระพุทธศาสนาโทอาแตงไลเราบอกเป็นสัมมาสัมปุจิมจันนั่งเป็นสเตอร์แต่เก้าสับพรามตะเก้าสับผมใบเพริ่นนั่นคือหนึ่งยี่แต่อมปีการุณอคงชีวิตปัจจุบันนี่เองขณะโยมกะอันวัดของชีวิตปัจจุบันขณะเราหดดอลพระสมมาสัมปชิมจ้าโลกหามมันเอายืนกึศเราหดดอลท่าตายืนสลับตายืนตะการไอเตียดขณะเราไอกึศแต่นี่เป็นปัจจุบันนี่ท่าตาอาธรรมะอันนั้นบานอบรมจัดละอหายหรือเนื้ออาธรรมะอันนั้นบานอบรมวิจารละอหายหรือเนื้ออาธรรมะอันบานอบรมกายละอ้อหายเรื่องเราแต่ทำไมอันเมียนพรุ่มไปเฮียโทจงปูครุ่นไอ้นั่งจงปูเนี่ยเตะหายเรื่องเรานิจการอบรมระบบเปรียบพุทธศาสนาในขนมเปรียบปัจจุบันนี่ก็น่ะก็น่ะขนมพุทธศาสนาโดยจีเมียนปีมุ้ยจะสำนักคือโดยจีก็น่ะจำข้อที่คือโดยจีเมียนเคลียร์ท่าตัดท่าทอมิกะประโยชน์ประโยชน์เราไอ้เราอ่ะประโยชน์ในเปรียบปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันฉันคือทำไมพุทธศาสนาถึงก็ถึงประโยชน์ปัจจุบันจริงประโยชน์อนาคตแล้วก็ปัจจัยขึ้นก็น่ะคือมูลยะเป็นนี่ฮะไปดูจิมินกาไวประหาพุทธศาสนามาดองห้อยมาดองเตียนมาดองห้อยมาดองเตียนไวเปลืองตั้งอ้อยทุกอ้อยเตียนแล้วแกไปอ้อยทุกเตียนมาไวขณะซองท่ามันเจ๊ท่ามันท่าล้างตามเจ๊ล้างตามเจ้าโอ้พระองค์ช่วยมีนเทระเดกาเหมือนติดเมื่อท่าตากู้เต็มซาบอกนั่งอ้อยจัดได้ตั้งซาหรือคนนอนคณีโยตะกับมอกัดไปเจ้าเลยดักมองกมอยใหญ่อุติหอเจียสไนน้องชีวิตประจำไงระบธรรมะพระวินัยขณะสำหรับพิโคซองปุยเยิ้งเกี่ยวทางสำแดงหยาบัตขณะเจียเรียงรอทั้งไงก็ยิงทวายกรุงเปรย์ให้ยิงสำแดงหยาบัตสำแดงหยาบัตเมียนในทางการปรับตุกการซ่อนยาขณะมันเทวตุกนังเตียดขณะจังขณะนกน้องนุ๊กยิงพิจารณาประซองโลกสำแดงจุ่มปูขณะจุ่มปูขณะซองขณะปูกรมในประซองหรือเพราะฉะนั้นเราอย่างนี้ยังสำแดงต่อตุลเมียนในทายังสำแดงอบัตนั้นต่อตุลมุกในเมียนในทาทีมุ้ยโลกเอาเมียนปีโคจาวซามืออ่องปีโคขมิงภาษามืออ่องขณะขณะให้สำแดงตุลนี้เมียนในทาปรับอบัตเมียนในปรับตุลตัวเองเนี่ยขณะน้องเปียมุ้ยทาเนี่ยกระเรซามิเนี่ยเพรเซซามิเนี่ยเจนตจิซามิเมียนในทาขยมบานเทือกเขาหายให้ขยมนั่งมันเทือกเตะขยมนั่งมันโปลละเกราะเตะขยมนั่งมันเทือกเขาเตะขยมนั่งมันโปลเขาเตะขยมนั่งมันกึศเขาต่อเตะนี่จะกาไก่ตำเราขณีขณะขณะทำไมกึศท่าจมน้อยจับประดามนี้เพราะฉันจีเรื่องเดลออบมพอดตีมุ้ยคือยื่นเต้ากากาเม็ดยื่นเต้ากามาเตะเตียงสโลปเตียงตุ้ยเตียงตุ้ยปีโปรมาเตะเตียงอ่อนนั่งวิจิจิสารเทียดจะเทียดโจลจะอังได้อาจช่วยจุ่มรุ่นเอาสถาบันมุ้ยเมียนการีจุ่มรันจุ่มก็ไปไอควาจะรอได้ปัจจัยการเลิกจีอยู่บอล
គួរណាស់តែប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយនឹងប្រកបដោយមេត្តាគណៈមេត្តាវិជ័យកម្មនិយាយមានថាប្រកបការពោលនឹងគឺការកែតម្រូវនឹងគឺជាការកែតម្រូវដែលចង់ឲ្យមានការស្ថាបនារីចម្រើនឡើងវិញគណៈទៀតប្រកបដោយមេត្តាលោកប្រាប់ពាក្យថានៅក្នុងសារណីយធម៌លោកឲ្យប្រាប់ពាក្យថាលោកឲ្យមានមេត្តាវិជ័យកម្មគណៈមេត្តាវិជ័យកម្មមានន័យថាបើសិនជាលោកខុសអាត្មាឃើញលោកខុស ឬក៏ លោក ខ្វះ ចន្លោះ ពេល ខ្លះ ទៀត វា អាច ជា ការ ខ្វះ ចន្លោះ ចឹង ប្រាប់ ថា លោក មនី លោក តណេះ មួយ អាច កែ បាន ទេ ពោះ ភាសា ប្រពៃណី យើង នេះ ការ កែ តម្រូវ គ្នា គឺ ជា ការ កែ តម្រូវ ដោយ យ៉ាង ពិរោះ មិន ជា ការ ប្រមាថ ការ ទៀន ទេ ពោះ ហើយ អាត្មា ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់ ដែល ធ្លាប់ ដែល ស្រូវ បច្ចុប្បន្ន នេះ សម្បីតែ សម្តេច ព្រះ មហា សង្ឃរាជ លោក មាន បញ្ជូន អី យ៉ាង ដូច នេះ ហើយ ក៏ ធ្លាប់ ធ្វើ កិច្ច ការ ជាមួយ នឹង គឺ ផលលំបាកលោកច្រើនណាស់ផលលំបាកលោកច្រើនណាស់ផលលំបាកលោកច្រើនដោយសារតែស្រុកក្រោយសង្គ្រាមមកគណៈសង្ឃយើងពុទ្ធសាសនាយើងវាបានដួលរលំអស់ហើយគណៈរដ្ឋហ្នឹងលោកព្យាយាមគណៈរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកព្យាយាមគណៈមានសម្តេចដេជោសម្តេចជាស៊ីសម្តេចហ៊ុនសំរិនគណៈដែលជាអ្នកដឹកនាំសម័យនោះហ្នឹងហើយជួយធ្វើម៉េច នាំយកព្រះពុទ្ធសាសនាមកកាន់កម្ពុជាវិញគណៈសង្ឃយើងអត់តាន់បានតាន់បានរួចរាល់ហើយបងតាន់បានត្រៀមរួចស្រាប់ទេក្នុងការដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាទូទាំងប្រទេសមួយគណៈរហូតមកដល់ពេលនេះក៏យើងចេះតែបន្តបានឥឡូវដំណាក់កាលនេះអាត្មាក៏នៅធ្វើកិច្ចការជាមួយសម្តេចសង្ឃសម្តេចព្រះសង្ឃយុគហ្នឹងយើងឃើញថាជួបផលលំបាកច្រើនយើងនៅខ្វះកត្តាច្រើនទៀតដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យរឿងធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹង រឿងធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងវារីកចម្រើនតាមអ្វីដែលយើងចង់បានវាជាពីការចង់បានយើងនឹងគឺយើងចង់ខ្លាំងណាស់ពោះប៉ុន្តែការដូរជាវិស័យពុទ្ធកសិក្សាដូរជាការអប់រំជាការដឹកនាំគណៈសង្ឃគ្រប់គ្រងដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាទូទាំងប្រទេសវាមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេមួយឆ្នាំក៏មិនបានដែរវាទាមទារពេលវេលាទាមទារធនធានមនុស្សគណៈ ហើយក្នុងនោះផងដែរយើងក៏ត្រូវនឹងប្រជុំមុខនឹងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាថ្មីថ្មីនេះក៏ឡងតើនេះដូចជាសម័យកូវីដសម័យកូវីដវិស័យពុទ្ធកសិក្សានឹងជួបបញ្ហាមិនមែនតែវិស័យពុទ្ធកសិក្សាទេវិស័យអប់រំយើងក៏ជួបបញ្ហាដែរគណៈហើយវាទូទាំងពិភពលោកណាគណៈអញ្ចឹងទៅសម្តេចព្រះពុទ្ធវង្សអមលំហិននេះសម្តេចព្រះពុទ្ធវង្សលោកលះបង់ បងនិយាយទៅថវិកាផ្ដាល់ព្រះអង្គដែលញាតិញោមប្រគេនទាំងប្រមាណមួយចំនួនហើយសម្តេចផ្សេងៗទៀតក៏ចូលរួមដែរគណៈគឺជួយជ្រោមវិស័យពុទ្ធកសិក្សានៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយដែរគណៈជួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រោមវិស័យពុទ្ធកសិក្សានឹងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លងផុតកូវីដនឹងបងអញ្ចឹងទេវានឹងដួលរលំហើយគណៈនេះគឺដែលអាត្មានៅធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងគឺ រឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងអញ្ចឹងហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរវាមានចន្លោះប្រហោងខ្លះដែលអាចកើតមានឡើងដូចជាអាត្មានៅតែពេញចិត្តពាក្យមួយរបស់សម្តេចដេជោគណៈគាត់ពាក្យហ្នឹងអាត្មាឮមុនគាត់មានប្រសាសន៍តែអាត្មាឮពីលោកគ្រូអាត្មាទេហើយក្រោយមកក៏អាត្មាឮគាត់មានប្រសាសន៍គាត់តែងតែនិយាយថាកុំមើលឈើមួយដើមត្រូវមើលព្រៃទាំងមូលព្រៃទាំងមូលគណៈ ជាធម្មតានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទាំងមូលអាត្មាមិនទទួលស្គាល់ថាប្រសងទាំងអស់សិតតែល្អទេគណៈប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលបើប្រសងភិកច្រើនទាំងអស់សិតតែអាក្រក់ពុទ្ធសាសនានឹងរលំគណៈអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងអាចឃើញថាក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទាំងមូលមានតមាននីឡើយយើងមើលឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏អញ្ចឹងដែរដូចជាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អីដូចជាក្រុងពួកឆបគីយៈ ពុទ្ធិកុដែលណកបកហេតុបកឬបកបញ្ញាច្រើនណាណាអត់ចេះចប់ទេហើយដូចជាក្រុងមូលទេបន្តណាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនមែនទៅក្នុងជួរគណៈសង្ឃទេសូម្បីតែនៅក្នុងប្រសក់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដូចជាស្ដេចអាជាតសតុអីទាំងអស់ហ្នឹងណាបងហ្នឹងហ្នឹងយើងមើលឲ្យទៅលំទៅលីទៅអាត្មាគិតថាញាតិញោមដែល រិះគន់ក្តីញាតិញោមដែលចូលរួមមតិយោបល់ក្នុងការចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនក្តីយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដោយសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោគភាសាលើកជាយោបល់ប្រកបដោយវិចារមេត្តាវិជ័យកម្មគណៈថានិយាយដោយការចង់
như vậy đòi meta chất miền này thà đi đòi phỉ ruột phỉ xa chẳng tao dương viết ban tao chia chấm này mới nông ca chùa rùm này cái này nè đại vì con hơi vay và hà phật sát na phía trước cứ nơi cao vậy thế xem này có tên nơi con ông bà rẻ bọt môi này vậy đại miền phía trên lươn tiền sất sợi phía nông ca vậy trên tê chấm nơi sát na cột bài vàng tức là vậy đấy xem đấy có môn từ đào kéo tràn đấy hay tận tâm đi khi mà cái có tôi đào cào có tràn đấy mình tại thế cái này sự kết khơi là khăn môi này chấm nưa nơi khang ở rộp chỉ sẽ khi mình bậc căn thà Phật sát na được có Christian được có Islam được có ai đấy mình lại khăn vì sao mỗi cứ cái tay tay lực dục lại khăn đào ca chạy lại khăn tụ bay vài và hát và tay vài hát nó cọc khăn xe là thua với chị chú vậy ta sau khi mai dưỡng bữa sinh chỉ miếng cari cốn cua tại prakrom sẽ là thua với chị chú vậy nó cari cốn ấy chỉ viên phở bị à mưng hay hậu đó phở bị ạ sụp xem xem đại chỉ bị đồn ta mình chọn lại phở dưỡng cua tại rồi trong mối này mà làm tệ luôn bị ạ sụp cái này tại pole tàu hay việc lại tàu chia cầm bật một sùi pro ha nè sập hay cái này hay rụt bùa đào vía cha này cứ chia ba vị bạ chiên này cái này còn chẳng thế tham à nông niệm phi khổ song sám anh tham đa mười rụt chấm ran pole đào nhiệt nhung bột bò sát tầng o meta bớt sân chỉ rích quân sầm rạp sầm cung dương bên tha tại chấm pua cái này song bên tha tại chấm pua sầm đại ព្រះសង្ឃអង្គណាមិនថាចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនថាចំពោះស្ថាប័នណាមួយជាបុគ្គលឯកជនឯកដោយក៏គួរតែសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងជំនឿជាតិខ្មែរយើងដែលចង់ឲ្យប្រទេសរីចម្រើនចង់ឲ្យស្ថាប័នសង្ឃយើងរីចម្រើនស្ថាប័នពុទ្ធសាសនារីចម្រើនយាយជារួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាជាតិខ្មែររីចម្រើនសូមផ្ដើមឡើងពីការឲ្យយោបល់ប្រកបដោយស្ថាបនាហើយមានប្រកប មេត្តាវិជ័យកម្មវិជ័យដែលពោពេញទៅដោយការស្រឡាញ់ការអនុគ្រោះការខ្វល់ខ្វាយគណៈហើយពាក្យអសរោះទាំងអស់គឺមិនអាចគឺមុតណាគណៈហើយនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យរបួសទាំងអស់គ្នាគណៈហើយយើងវាប្រៀបបានក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមានវិធី1ប្រសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងព្រះវិន័យលោកថាបើរងាប់អតិកោ វិធីសាស្ត្រក្នុងការរងាប់អតិកោគឺប្រៀបបានដូចជាយួរស្មៅទៅគ្រប់លិមួកប៉ុន្តែមិនអោយយួរស្មៅទៅមិនអោយយួរស្មៅទៅជលក់នៅលិមួកហើយដល់ប្រាជ្ញចឹងទេដល់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 
tối group viết đôi chỉ dương vô smart tập group là muộn còn ai việt thông cleanse ai pro rừng khá cái này dương này gì đòi hưng xa này gì đòi ăn sơ ruốc cái này viết viết bậc ca tao chỉ rưng mùi tiền nào mọi miền ca vô chỉ lâm nào ở bậc ca đời bàn nào ạ thì phiệp cái này chúng cá nhận nhau mà quạt tị tiến quạt ai cá tranh pì cá sờ lánh chúng cá cá tranh thà chọn ở rừng nó về lò cái này vấn đề dương tao thưa đòi này tị vị thi đòi cầm sờ lật thua cái này chúng cá tiết quạt chọn tị tiến đấy tại quạt mình sau chỉ vô lập biệt tị tiến chẳng quạt tự tạm thầm chiết tỏ bỏ cốt, rồi có bỏ bỏ ăn để phải xong ăn khá lâu, tị tiền nào mà để chứng lâu, bảo bịa mình bị ru, mình ấy chứng có mình chỉ riêng là ở đây phải không? Bịa mình bị ru này cứ mình là ở tiếng sầm rập, group manu, bộ phép tập ăn mình thanh, buôn mình thanh, bớt sợ thế. Sầm lại giờ nó về đại bảo phía xăm, ạ sầu xem xén hay không không lấy, có bảo bảo mình đại dừng cùng đấy, cơ thể ai nâng miên cái còn đừng do tập tam chế tam bảo bị a mừng triệt thi bị tam đại thế sầm lại mình thanh. Còn nâng bọc cát đấy phải không? Vừa lo bớt tập hơi yếu với tao chỉ riêng sầm anh. Cái nào? Hay cái nào tập hơi như riêng sầm anh, cơ thể nâng thở tấp lên ấy. Ôi tiệt thảo ứng bao mình nước chặt tặng o. Phía tràn khơi nhẹ lụi bay khơi nhẹ ấy tặng o bảo bị ạ sử ru hình chẳng đối thông bạc hay nè để trâu kia chê nó còn nấu sinh nghiêm tao nè khlác có quạt ngược lại một vinh quạt chê to tao to mò chân tớ việc ban tao chê rụp hiệp mũi cùng ru mình ló xâm ráp của dụ chôn mai dương mai cờ rồi nhạc bộ thamác cơ tha chùm non ní nghi nha chìm xe xâm ráp nè đầm miên chung mục bò xâm lây nó còn rụp bọn
បណ្ដាញសង្គមនេះអាចខ្លាយទៅជាពោជ័យសម្រាប់សង្គមទាំងមូលផងបើប្រើប្រាស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននឹងត្រូវគណៈតែបើប្រើប្រាស់មិនត្រូវវាអាចខ្លាយទៅជាបណ្ដាសាសម្រាប់សង្គមទាំងមូលដែរព្រោះវាទៅជាបណ្ដោះឲ្យមានអំពើហិង្សាវាដល់បណ្ដោះឲ្យទៅជាមានការគុំគួនសបបាយ៉ាងដោយគ្រាន់តែមនុស្សអត់តាំងបានជួបគ្នាផងវាខ្លាយទៅជារឿងគណៈសម្រាប់មានពាក្យមួយបបរ៉ាននិយាយថា ត្រីនៅក្នុងបឹងជ្រោះគ្នាចំណេញអ្នកនេសាទគណៈសង្កេតឃើញថានៅក្នុងស្រុកយើងជួយចិត្តជ្រោះគ្នាយកសាសនាមកជ្រោះគ្នាយករឿងប្រទេសជាតិមកហៃហួរគ្នាទៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយករឿងគ្រួសារមកហៃហួរគ្នាប្រើពាក្យអាមឹងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលដូនតាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប៉ុន្តែបែរទៅជាប្រទេសជុំវិញខ្លួននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ល្អពីយើងពីពេលនេះតទៅប្រជាជនយើងមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាអ្នករស់ស
Tâm phết xâm rạp dương nè kàn phút sơ sá, bởi lô ai mên về chê sơ chá rết. Cái nè? Sơ chá rết nó mên này tha màn ai lụi lục bồ lùm anh chá. Mẹ thật ra về chá phá em được khám mộng biệt phá em lên đi kê xâm đào vô nè dây tao bì ruo. Bì ruo nè mên mên xâm đào vô lêm lêm vô ép ọp tế nè dây. Mên dây tha nè dây đôi mên đầm lấy con thô nè phân nông nâng. Cái nè? Thầm mà gồm lô chia ai đầm lấy lúc trên xa bộ rộng miên, trên xâm phía. Cái nè? Lúc cổ rộng thầm mắc nông niêm chìa bất xong. Cái nè? Chẳng dựa cả này dây đây nếu vì miên xa là bạn này cả tầm nệ. Vì chá này vì chìa tầm nệ tầm nông được riêng bộ cuốn mà nệ. Nâng mà nệ rưu cổ riêng bộ cuốn nâng xung cùng. Cái nè? Cái nè? Chẳng bệnh bằng riêng chiếng bí bọn chân nằm ở nông. Cái nè tiền? Hay vì chạy sâu chữ rất này cứ vì viên nòm mò nó ca rụp rùm, viên nòm mò nó sang một kịp hiệp, viên nòm mò nó ca lực tự chất. Đôi chỉ ca niêng bần đá trà, thì chùa bà xa mà xa mô chìm chá bà. Cả nó niêng bạch bong ọ hà linh nhìn trọp xa mặt, bụng mặt đai nhiệt xa nàn, phá đây xây côn ấy tầng ọ hát. Cái nè? Xung bây tới xâm lý bằng biệt nó lơ khu niêng á, còn niêng ọn miên phong. Cái nè? Chẳng, bê đại tự chùa bà rê lục ọ yô khó áo yô ấy rung khu niêng ọ sưu vô tao hay nòm niêng mà chùa bà ọng nâng. Bà sân chìa bà ọng miên bê mần tu. Mình bị rùa thầm mật tích á, bà nà chá nó phải chạy những slap chút đời xa chui chật phòng. Rùa bị phục lúc, nên mình ở rộng thay bị phục lúc, nó đôi chìa lẹp bóng nên chào lại. Cái nào, cái nào? Chẳng bà lúc hào, bà nà chá phá ổn lúc bà đào biệt thầm ổn sợi nó, hào chôn mất nữa. Cái nào? Lúc bình dô lòng bì chì vật mình tiêng, lòng bì chì vật mình nô trao tay bà chôn mộng nâng rừng rào ấy chẳng á. Chẳng bà đò bì rùa rô bò phải xa mà xa mô chìm chá nâng. Chui xong cổ mình nô mình ngớp lăng tầm nó. Cái nào tiền? Ôi ngớp chênh bì cùng nuôn này tục sọc đó thông thế nhá. Hay dương xạ anh chè chẳng bàn nào khăn ông vị thị xa này cả ọp rốm bởi lục ai kì hào thà miền khuôn chì ốc bà mà. Cái nào? À với miền khuôn chì ốc bà mà. Ở tì hòa thà hê bì ạ đùi thà thà mà bà thà mà chọn lăng thà bì ạ thà mà chê bà tích ở nam mà nịa viên mân bì rúa. Cái nào? Xa cái nệm đầu tê chê dương mà mới, ta đáp dương chư chật bằng bằng nà. Cái nào, cái nào? Dương á. Cái nào? Hãy bờ xin chứa ca rích quân, bà gọp đôi xa bà thạp bằng nà ní. Hãy chê này dây ní, vì mình mên trâm tay, mình nung nung khăn, mình trâm tay nằm bằng con nào, vì mình trâm tay mình nọc, mình bằng con nào. Phiệp vực vô tế, bọn tay, vì bàn tôi chứa ca xả tô, vì bàn tôi chứa ca ọ quân, hay vì bàn tôi chứa tùm lay môi đó thông thay, xong rạp nệm để sạp nằm phòng. Cái nào? Và đại bà con hàm chiếu thọp mình tù thà. Anh đang thầm mà lưu bì lục rù thầm mà tế. Cái nào, cái nào? Lục thà dương. Ôi thì dương chế hình dây tốt kê chế sạch đập ơi. Cái nào? Công bà rõm khai kê mình chế sạch đập. Cái nào? Anh đang bị và đại bà con lục vì nì dê lục rù kèm yêu. Kèm yêu nâng lục thọp rù nà mùi và đại bà con hàm chiếu. Cái nào? Lục bàn sạch bắt hai. Kèm yên khai bắt bóng. Khai bắt bóng. Lục cùng nào cho mùi và đại quân hàm chiều. Cái nào? Cái lục thọp rạp thamá cho nam cao chiến lục thà rồi biếp một giấy. Được sao lục rù còn im nó quạt bộ sao ông bí tếp của sao này phía bần bật sóc. Nông ca này dây rồi bỏ đại quân hàm chiều tục can bởi chia chết. Cái nào? Cái lục xua thà lục rù còn im nó xua lục rù hàm chiều thà mấy bàn lục rù bởi cài như vậy mấy. Bàn đại quân hàm chiều lục thà ôi thì dương chân dây tốt kia chết sạch đạp rồi. Cái nào? Nịa sạch đạp nó kia chết sạch đạp rồi. Cái nào? Chân không đây ní
tiệt tông nâng cả lực lang robot lốp tham cứ tha bộ dương tổng óc này chỉ biết say mình than nè nó không bàn nai sùng cung nè nó không sản lập bạ nhiều bài tổng óc bộ dương tổng óc này chẳng phải sang tầng ấy nâng ai nằm nè bậc cao nằm vấp thô muối vấp thô sơn tân này vấp thô sơn tân này bọc gọp đôi vị trí meta vị trí cảm miền này tham bên trong cài tầm rau vây muối dương gì đôi ដោយសន្តិវិធីដែលសម្ញយាយទៅប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គណៈព្រោះវាជាជនជាតិយើងគណៈវាជាសង្គមរបស់យើងវាជាអម្បូររបស់យើងយើងពោលទៅគោះបោះបោកវាបានមកទៅការប្រជាទេគណៈហើយប្រជាអីមិនដឹងបើប្រជាផ្លូវចិត្តនេះប្រើពេលយូរតម្រាំទៅលុបបំបត្តិតម្រាំទៅជាចុងការអត់ជាទេចុងការណាអញ្ចឹង ត្រឡប់មកវិញតេតងនឹងរឿងការទីទានគណៈសង្ឃទីទានសម្ដេចប្រសង្ឃរាជសម្ដេចប្រសង្ឃយុរងសង្ឃយុរងទី1ទាំងអស់នេះអាត្មាគិតថាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាផ្ដល់យោបល់ដោយមេត្តាវិជ័យកម្មដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយស្ថាបនាគណៈហើយក្នុងនោះក៏យើងក៏ត្រូវការមតិលើកឡើងមួយចំនួនដែលយើងជួនកាលយើងអាចនឹងឃើញសម្ដេចលោកអាចនឹងឃើញ គណៈសងអាចនឹងឃើញឬក៏អាចមានអ្នកចេះជាងយើងគណៈអញ្ចឹងបានជាប្រយោជន៍ដែរព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយថាការដែលឲ្យយោបល់ពីអ្នកតន្ត្រីការរិះគន់ដែលប្រកបដោយស្ថាបនានេះជាទ្រព្យដ៏មហាសាលគណៈតែបើសិនជាការរិះគន់ដែលប្រកបដោយអសិលធម៌មិនមានក្រមសីលធម៌នេះអាត្មាសូមបានគំឲ្យមានអីដើម្បីទុកជាគំរូ ដល់ជំនាញជួនយើងជំនាន់ក្រោយថាអូចាស់ជំនាន់ខ្មែរជំនាន់នោះលោកកែតម្រូវគ្នាដល់វិធីអញ្ចឹងចេះល្អណានឹងគឺក្នុងក្របខណ្ឌអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាយើងអាចចូលរួមជួយព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យមានការរីចម្រើនទៅមុខទៀតគណៈសូមអរព្រគុណមែនទែនសម្ដេចដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនានិងសន្តិភាពលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីពុទ្ធសាសនានិងសន្តិភាពផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្ភារសម្ដ
cá nó vào bát thoa mới để dùng ở chúng ta vào bát thoa xong thì này bài xong tại vị thì cướp cà ri côn cướp cà đo dự báo thì ở dưới ai liên bị cướp mà chúng ta nó xâm lách mình tha là con ông bát tây chuyển lươn để căn bỏ chỉ thập tay du ông vải rước con ông bát tây đại cầm phong áp vật đại cầm phong tại bát tây bát nâng miên chấm nước sát na bài chỉ thập tay cầu bát tây đại du ông vải nó đấy cứ sau tây bằng cá ban nơi chấm nói ru mũi hay chấm nói và xong tập hiếp chấm nói xong kỳ hiếp nâng ca xong từ nay kia đảm bấy chú tơ rô chấm nói về chấm miến đảm bấy áp vật thì chưa có đòi chia hiếp hay lúc này ai đòi chỉ một tay cho bót rồi còn lướt chỉ một thiên nó bót đầm bay ở khi nhom bàn to sầm phía sầm lại xong đặt tay với ông đặt tay sinh tiết rồi còn thầm thật đặt tay sinh tiết đại dương từ chế về phía xa làm ất tại trung với những phật sát nâng ca co sang sang được phía nó còn phải cảm chịu cái nào sống ở một con đường bằng cuộc sống phải công điền.